Xin chào bạn, bạn đang chuẩn bị làm nhà, bạn cần tham khảo mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 1 tầng, 3 phòng ngủ với tổng diện tích phủ bì khoảng 123m² và chi phí hoàn thiện ngôi nhà này tầm khoảng từ 800 cho tới 1 chấm thì đây chính là mẫu nhà để bạn tham khảo đây. Vậy bạn hãy dành chút thời gian để xem kỹ video này của mình nhé. Đó. Với chi phí như vậy thì tùy vào theo các bạn lựa chọn vật liệu sao cho phù hợp với túi tiền của mình. Và hình thức bên ngoài ngôi nhà này được thiết kế với những đường nét và tông màu đơn giản, không quá là cầu kỳ để cho ngôi nhà đơn giản hết mức có thể nhưng vẫn tạo lên được điểm nhấn nổi bật. Đấy. Và bắt mắt, các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích video và một nút chia sẻ để nhiều người có mẫu nhà đẹp nhé. Đó. Và ở ngôi nhà này, đặc biệt là ở phần thiết kế bậc, là thiết kế 3 bậc để cho thuận tiện việc đi lại đấy, tuổi già. Và thiết kế 3 bậc này thì các cụ cũng là các cháu nhỏ đi lại rất là thuận tiện luôn đấy. Các bạn nào thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho mình xin một nút thích nhé và một nút chia sẻ để nhiều người có mẫu nhà đẹp. Và đây cũng chính là ngôi nhà do thầy trò mình đến tư vấn phong thủy và thiết kế cho nhà anh Lộc có địa chỉ tại Thanh Hóa. Cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng thầy trò NTN đến tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp. Chúc anh sớm hoàn thành ngôi nhà đẹp mình nhé. Đó. Bây giờ mình xin phép chia sẻ công năng chính bên trong của ngôi nhà. Ngôi nhà này đang có chiều rộng mặt tiền là 12,5m. Đó. Phòng chiều sâu của ngôi nhà là 12m. Đấy. Không gian phòng khách 32,62m². Không gian phòng thờ 9,59m². Vậy là ở ngôi nhà này thì ban đầu thì thầy trò em có đưa ra một cái phương án cũng như là tư vấn cho bác chủ nhà vẫn thiết kế mẫu 3 phòng ngủ và tối ưu, nhưng theo bác chủ thì đã quan điểm của bác chủ thì giữ nguyên không hề thay đổi, cho nên thầy trò em đến giờ phút này là đã chiều theo bác chủ nhà. Bác chủ bảo sao thì thầy trò em làm vậy, còn tư vấn chủ nhà không thấy hợp lý và chưa thấy ưng thì thầy trò em vẫn làm theo ý kiến của bác chủ, nên các bác xem thông cảm nhé. Còn các bác nào mà đang thích cái kiểu nhà mà có phòng thờ bên trái này thì cần thầy trò em tư vấn thì IB riêng để được gặp Nguyễn Tất Nhiên tư vấn tận tình cho các bác nhé. Không gian phòng bếp 23,22m², đằng sau khu vực nhà bếp sẽ là khu vệ sinh. Đó. Khu vệ sinh này thì bên trong vẫn có đầy đủ bồn tắm cũng như là bệt, chậu bệt các thứ vẫn có đầy đủ, nhưng bác chủ vẫn muốn có một phòng vệ sinh riêng để tách riêng ra khu này, thì thầy cho em có làm thêm khu vệ sinh riêng này. Đấy. Và đối diện khu vệ sinh là có một vị trí để máy giặt. Đó. Bên ngoài của lối đi đến là khu sân ướt, khu phơi, công trình phụ phía đằng sau của ngôi nhà. Đó. Bao nhiêu cái thứ xấu bẩn sẽ được cho ra tất đằng sau. Đấy. Ở bên phía bếp thì cũng có một lối cửa đi về đằng sau này các bác này. Chúng ta cùng tham khảo đến phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1, 14,51m². Phòng ngủ số 2, 14,44m². Đấy. Các bạn thấy để ý rằng là ở hai phòng ngủ này thì cửa đang song song với nhau, nhưng thầy trò em đã thiết kế để cho cái tâm nó lệch tâm đi, nó không bị đối nhau. Nếu mà đối nhau thì nó lại là xuyên tâm sát đúng không các bác? Nhưng ở đây thì sẽ được thiết kế lệch tâm này. Cái bạo cửa bên này thì sẽ được làm dày hơn, cao hơn so với bên này. Đấy, bên này thì sẽ được làm thấp hơn để cho nó lệch tâm này. Phòng ngủ số 3, 17m², cũng là phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà. Đấy. Tuy nhiên thì thầy cho em có tư vấn cho bác gia chủ, nhưng không gian, từng không gian thì vẫn đều được thiết kế rất là tối ưu hết mức. Đấy. Các bác nào mà thấy ngôi nhà này đẹp hãy cho em xin một nút thích video và một nút chia sẻ để nhiều người có mẫu nhà đẹp. Một lần nữa xin chúc quý vị và khán giả sớm hoàn thành ngôi nhà mơ ước cho gia đình và người thân. Đây là những siêu phẩm của thầy trò mình, chỉ mong nông thôn mới Việt Nam có thêm nhiều mẫu nhà đẹp. Và hẹn gặp lại quý vị và khán giả ở video sau.